tiếp. Xong rồi. Ok, tôi gọi mày sao? Đi kêu con gì? Phụ mới kêu tự nhiên thì quá chứ lâu rồi mày chừng nào mới xuống. Ê, phải thay đồ đẹp trai này sao? Ừ, mày đẹp trai quá, đẹp trai sớm tới giờ cũng còn đẹp trai á. Đi ra sao hết tao kìa. Giúp gì? Cái cột của mạng là cái gió nó bay tùm lum kiểu không? Sao? Đứng đây à? Ờ. Té không trời? Dở lên, dở lên tay lên. Cảm ơn. Chưa? Chết mẹ ơi, trời ơi, trời. Tiếc. Đúng. Má thôi, không giữ được cái chảo này. Tiếc thương nhở, nhở đi. Sao cả tao? Bây giờ nước vô rồi, hương phôi rồi nè. Mày cầm hơn ngoài đủ mấy anh thì làm hai tay, làm gì làm tay là sao? Mẹ ơi, trời ơi. Mày nói cái hơn ngoài chứ mày. Mà nổi ngại gì chứ. Tiếc. Mà tiếc không á. Đâu ngại ngó hơn ngoài. Cái phôi bị vô nước rồi sao giờ? Thấy nó đi bận nó bán này cho nó. Chết mẹ rồi, con đang tạo cũng quá trễ rồi. Không biết nó tạm mày, nó tại tao. Béo, ai gọi kìa? Hả? Ai gọi con kìa? Ủa cái... con phone đây nè. Ủa cái này. Đi. Thằng này lấy con chạc á. Ôi con quà tối nhà tặng con quà. Có phần được rồi thế. Có rồi, một phút nào chưa. Bây giờ chạc. Đó lấy con tiếng nè. Ủa? Đủ máu con của tao, mà sao lấy con tao?